Average vào thứ 7 hàng tuần lúc 12 giờ trưa giờ Moscow, và các bạn chuẩn bị sẵn sàng lúc cho buổi họp lúc 7 giờ tối nay ở giờ Việt Nam. Tôi hy vọng là các bạn đã chuẩn bị giấy bút và đã sẵn sàng, đã đầy đủ năng lượng để tham gia cái buổi giới thiệu sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay. Cho phép tôi tự giới thiệu, tên tôi là John Kutoff. Tôi có thể tự hào rằng tôi là thành viên của hội đồng địa phương đại sứ của người Hà Lan, và tôi cũng là đối tác chương trình Everish, và cũng là chủ của 5 doanh nghiệp, người đồng chủ đồng sở hữu 5 doanh nghiệp. Tôi không biết thế nào, thế nhưng mà tất cả các công ty này thì đều có ở Nga. Thế nhưng tôi không biết tại sao mà tôi rất là thích các công ty Nga. Tôi hy vọng rằng các bạn cũng chia sẻ cái cảm xúc này của tôi. Tôi rất là vui mừng trước các công ty này và giúp tôi được tự do tài chính. Tôi là chuyên gia trong lĩnh vực fitness trong vòng suốt 41 năm nay, giúp mọi người có thể đạt được những cái kết quả tốt nhất. Tôi giúp giảm cân, tăng cân, giúp mọi người giảm cân, tăng cân, giúp mọi người tự tin hơn về bản thân mình, có sức khỏe tốt hơn. Và bây giờ thì tôi có thể hoàn toàn tập trung vào tài sản tôi đã nghỉ hưu từ năm ngoái. Tôi đã nghỉ việc từ năm ngoái. Và khi tôi sử dụng kiến thức của mình trong lĩnh vực fitness và ứng dụng nó vào lĩnh vực tài giàu có, thì tôi không biết gì về crypto cả, không biết gì về blockchain, không biết gì về SEO, APO, SEO, thì tôi chỉ là một doanh nhân bình thường. Tôi có một cái phòng tập mà suốt 41 năm và không ai hướng dạy tôi cách làm thế nào để tiền đẻ ra tiền để nuôi chúng ta. Năm 2007, tôi đã bắt đầu một công việc kinh doanh khá thú vị. Tôi đã xin vay vốn ngân hàng và tôi đã để hoàn thiện cái phòng tập của mình. Nhưng mà tôi cũng không biết là sẽ như nào. Nếu như hồi đó mà tôi có kiến thức về mà như bây giờ tôi có rồi ấy, thì nếu như mà tôi đã có cái được đào tạo từ trước đây như bây giờ tôi đã học ở trong back office của mình, thì tôi sẽ không bao giờ vay vay tiền nửa triệu euro ở ngân hàng để hoàn thiện cái phòng tập của mình. Bởi vì năm 2008 thì chúng ta đã bị suy thoái kinh tế và chúng tôi đã phải sa thải 16 nhân viên của mình. Và đây là một cái khoảng thời gian rất là khó khăn đối với tôi. Nếu như mà tôi có được cái kiến thức, cái được học những thứ mà tôi có bây giờ ở trong back office, ví dụ như là 8 cái nguyên tắc của nhà đầu tư hay là 5 cái nguyên tắc, thì tôi sẽ không bao giờ vay tiền như vậy cả. Bởi vì nhiều người, những người khách hàng của tôi thì họ đã tạo ra, họ có những cái, thì tôi đã phải vay nợ, tôi phải nợ nần rất là nhiều. Nếu như mà tôi có được cái kiến thức trước đây thì tôi đã cứu được cái phòng tập này. Thế nhưng mà cuộc sống nó là như vậy. Nếu như mà biết trước thì đã không có được những cái thời điểm như là bây giờ, cũng không có được các cái cơ hội tuyệt vời. Và tất nhiên là tôi đã đến với công ty này, công ty về Skyway, rồi đến Aliona thì cũng tham gia. Đấy là cái đam mê đầu tiên của chúng tôi. Và sau đó thì tôi được gặp được sponsor người đỡ đầu của tôi, và tôi rất là biết ơn anh ấy. Và tôi sẽ còn biết ơn đến tận cuối đời của mình, bởi vì anh ấy đã nói với tôi là: "Anh John này, anh thích cái đầu tư mạng, đầu tư trong cái ngành giao thông công nghệ cao, thì chúng ta hãy duy trì quan hệ với nhau, bởi vì tôi đã biết cái này rất là hay." Sau đó thì 1 năm sau thì anh ấy nói là chúng ta hãy là trở thành bạn bè của nhau. Và sau đó thì anh ấy 1 năm sau thì anh ấy lại bảo tôi là: "Nghe này, chúng tôi sẽ xây dựng những thành phố, có những thành chúng ta sẽ có được cổ tức." Và với tôi thì đấy là một cái quyết định rất là dễ dàng. Thì tôi đã có một số kiến thức nhất định rồi. Và với tôi thì những gì mà tôi thấy được thì là có những thành phố tuyến tính, những cái nhà hàng, các cái cửa hàng, và tôi đã rất thích cái cổ tức. Cổ tức thì là một thứ rất là hay. Nếu như chúng ta xem cái tập đoàn Coca-Cola, thì các cổ đông của Coca-Cola họ kiếm được
nhiều hơn là tổng giám đốc, người mà làm việc đến mười mấy tiếng đồng hồ một ngày và luôn luôn phải căng thẳng. Vậy cho nên là tôi đã quyết định, tôi đã trở thành một người hâm mộ và được tham gia Everest, và tôi đã đầu tư rất là nhiều thời gian, công sức vào chương trình của công ty để bổ sung thêm cho fitness ngoài cái đam mê đầu tiên của tôi. Và năm ngoái thì tôi đã nghỉ hẳn ở công việc chính và đầu tư toàn thời gian cho Everest. Và tôi rất là muốn gửi lời cảm ơn Michael Robert và những cái người trong đội ngũ Hà Lan của tôi, một đội ngũ rất là tuyệt vời. Và chúng tôi rất là vui được làm việc trong các cái buổi đào tạo để hướng dẫn cho mọi người. Và tôi cũng có thể tôi không bao giờ phải cảm thấy khó khăn khi mà có ai đó khỏe hơn tôi, người đẹp hơn tôi ở các phòng tập, thì cái đấy là rất là bình thường. Đấy là cái sự vận cái đấy là động lực để tôi có thể phấn đấu tốt hơn. Và đây cũng giống như là cái triết lý của Neil, và chúng ta là và tôi rất thích cái triết lý này. Chúng ta hãy nhìn những người tốt hơn mình, giỏi hơn mình, và chúng ta sẽ phấn đấu và ta giúp đỡ những người không bằng mình để họ có thể bằng mình. Và còn trước đây thì tôi giúp đỡ mọi người về mảng sức khỏe, còn bây giờ thì tôi giúp đỡ mọi người về mảng tài chính. Và tôi cũng muốn sẽ có thêm nhiều người cũng giống như tôi giúp đỡ những người khác và làm cho hành tinh này trở nên tốt đẹp hơn. Đấy là cái triết lý của New, của nhà người ước mơ tuyệt vời của chúng ta là ông tổng giám đốc Andrei Kondratiev. Và tôi biết biết ơn ông ấy về cái nền tảng mà ông đã tạo ra cho mọi người. Đây là một điều rất tuyệt vời. Khi mà buổi sáng tôi tỉnh giấc, tôi luôn mỉm cười trước khi cái đồng hồ báo thức reo chuông lên, là ngày nào mỗi ngày tỉnh giấc thì tôi cũng đều thấy rất là hạnh phúc. Mọi người cũng rất là ngạc nhiên, bảo là anh John, anh sao vậy, anh mới yêu đấy à, anh có bạn gái mới à? Tôi bảo không, không phải, tôi đã yêu phải lòng Everest thôi, và tôi thấy được cái lợi ích mà Everest có thể mang lại cho hành tinh này. Chương trình của chúng ta có thể đạt đến những cái điểm khi mà tiền không phải là vấn đề nữa rồi, bởi chúng ta đã có đủ tiền, có tài sản. Vậy thì tiếp theo sẽ là gì? Chúng ta nằm nhà một thời gian, một tuần hay gì đấy thì cuộc sống rất là buồn tẻ, bờ tẻ. Chúng ta có tiền, chúng ta hãy lấy tiền để làm những điều tốt đẹp, giúp đỡ những người khác, nhân tiền lên gấp bội. Và chúng ta đạt được ước mơ của mình. Chúng ta có ước mơ, tôi có ước mơ, và tôi sẽ làm việc để đạt được những ước mơ đấy. Và tôi cùng tham gia vào nền tảng Everest bởi vì chúng ta là những người luôn cùng nhau chung tay thay đổi cuộc sống, làm giúp đỡ những người khác. Và đó là chính là cái định hướng của chúng ta. Chúng ta sử dụng trí thức của chúng ta để làm những điều tốt đẹp. Có thể có cái, chúng ta có thể mở một cái trường học nào đấy ở ở châu Phi chẳng hạn. Tất cả chúng ta đều có những cái ước mơ khác nhau. Và tôi rất cảm ơn Tổng Giám đốc Andrei Kondratiev. Ông ấy đã nói các bạn là người tạo ra cộng đồng mà có hơn 1.500.000 người, những cộng đồng này có thể lớn mạnh hơn nữa, có được hệ sinh thái lớn hơn nữa. Và ngày hôm nay thì từ ngày hôm nay thì hôm nay lúc mà 3 giờ chiều nay, tức giờ Moscow, tức là chỉ 7 giờ tối giờ Việt Nam, thì chúng ta sẽ có 4 chương trình tổng kết 4 tiếng đồng hồ. Rồi các bạn hãy nhớ đón xem. Còn hôm nay chúng ta hãy xem chương trình của chúng ta như thế nào nhé. Bởi vì tôi đã nói quá nhiều rồi. Bây giờ thì tôi sẽ, có lẽ là tôi sẽ xin giới thiệu với các bạn là chị Aliona Pepina. Tôi biết là khi mà tôi với Robert thì giới tham gia giới thiệu các cái presentation thì mọi người nói là anh John này anh có biết không? Mọi người xem khi mà tôi bắt đầu thì tôi bắt đầu giới thiệu từ chị Aliona, bởi vì tôi đã theo dõi chị ấy từ năm 2014 đến nay rồi. Chị ấy cũng có cái tình yêu đầu tiên như tôi. Đó là công ty Skyway. Và tôi vẫn luôn theo dõi chị đấy, và tôi cũng biết được là chị ấy làm những gì. Chị ấy muốn trở thành một người độc lập, một người phụ nữ mạnh mẽ, muốn thực hiện được ước mơ của mình. Chị ấy trước đây đã từng làm ở một tiệm cắt tóc và đã quyết định là thôi, phải chia cố gắng hướng tới
thực hiện ước mơ của mình. Là tôi rất thích cái năng lượng của chị ấy, tôi nghĩ là ai cũng sẽ thích năng lượng của chị ấy. Chị ấy đã làm được rất là những công việc rất là nhiều và tôi nghĩ rằng chị ấy cũng sẽ tiếp tục như vậy. Chị là một nhà đào tạo rất là giỏi. Chị ấy đã chuẩn bị cho chúng tôi những cái buổi đào tạo rất tuyệt vời, chỉ kéo dài chỉ cần 30 phút thôi mà rất là tuyệt. Đó là một người phụ nữ tuyệt vời. Thế thì chị ấy cũng là đại diện của cộng đồng đại sứ Everich, top manager cho chương trình, partner của công ty, là một huấn luyện viên có kinh nghiệm vào trong lĩnh vực bán hàng và marketing, cũng như là chị cũng đã trải qua được quá trình tự phát triển và học chiến lược về lãnh đạo. Thì đấy, cái buổi webinar đầu tiên của tôi thì cũng đã từng nói về những thứ tôi đã không biết nhìn vào camera. Chị ấy đã trải qua những buổi đào tạo của và chị đã hướng dẫn tôi là phải nhìn thẳng vào camera như thế nào. Bây giờ thì tôi xin tôi nghĩ là tôi đã có đủ thời gian để nói chuyện rồi, tôi không tính thời gian, thế nhưng tôi nghĩ là đã đến lúc mà tôi phải nhường lời lại cho chị rồi. Thì xin mời chị hãy bắt đầu. Cảm ơn John rất nhiều. Mọi người hãy comment hay chat vào số 8 cho John. Phát biểu của anh ấy thật là đặc biệt. Tôi rất thích câu chuyện của anh John. Mà cái điều mà tôi đặc biệt là thích, đấy là cái sức mạnh của mạng xã hội. Tôi chưa bao giờ gặp anh trực tiếp. Nhưng từ 2014, 2015, chúng ta đã được làm quen nhau rồi. Đó cũng là một cái thời gian rất là dài. Và bạn có biết không, vào cái thời đó, cái thời mà chúng ta không thể đi du lịch một cách thoải mái, chúng ta không thể đối thoại một cách trực tiếp, chúng ta có thể sử dụng được mạng xã hội Zoom này. Tôi rất cảm ơn vì điều này. Cảm ơn John nhiều. Nhưng mà ai chưa biết về tôi tên là Alena Pepina. Và ngoài tôi có công ty Everish. Tôi đã làm việc ở đây từ năm 2014. Nhưng quyết định làm full time, kinh doanh full time từ năm 2016 đến 2017. Về cuộc sống trước của tôi trước kia thì rất là ảm đạm. Tôi không có tiền, tôi không có cơ hội, tôi biết là không ai sẽ giúp tôi. Vì vậy là tôi làm việc một cách rất là tích cực, tôi có rất nhiều động lực. Và tất cả những người mà giúp tôi, giúp như là một đứa mẹ mà đang một đứa mẹ đơn thân mà đang nuôi con khôn ngoan, thì tất cả những thứ gì mà tôi đạt được là tôi hoàn toàn tự làm được, tự đạt được thành tích. Tôi đã thực hiện ước mơ rồi. Với công ty này thì chúng ta có thể làm được tất cả nếu bạn rất rất muốn. Trước tiên thì tôi muốn các bạn làm quen với cái chương trình hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ có cái buổi chương trình đào tạo và kinh doanh, và tôi sẽ nói về vài thứ rất là quan trọng. Tôi sẽ dừng một chút về ước mơ, vì chúng ta cũng đều nói về ước mơ. Còn tôi hoàn toàn toàn chia sẻ các cái ước mơ. Các bạn có thể viết được vào chat là ước mơ là rất quan trọng. Ước mơ là một cái thứ, là cái nền tảng khi bạn xây nhà chẳng hạn, để mà nhà nó có vững chắc, thì bạn phải làm một cái móng, nhất là cái móng từ bê tông. Cái điều đấy rất là quan trọng. Và sau đấy thì các bạn sẽ tôi sẽ nói về cái hệ thống Everage, về rồi là kim tự đồng hồ tiền, kim tự tháp đồng hồ tiền, rồi cơ hội trở thành đối tác, rồi là làm thế nào các bạn có thể mang được giá trị cho người khác, làm thế nào các bạn được kiếm được tiền. Ai hôm nay muốn kiếm tiền? Và đương nhiên là chúng ta sẽ nói về 90 ngày, cái kế hoạch, cái bước tiếp theo. Và chắc là hỏi đáp, chắc là chúng ta cũng sẽ không 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 hỏi đáp được, bởi vì là hôm nay là chương trình rất là dài. Các bạn ước mơ về gì? Khi mà tôi bắt đầu phát triển kinh doanh tại công ty Everage, cái hướng dẫn của tôi Arman đã đặt câu hỏi cho tôi: Alena, cô muốn gì từ cuộc đời cô? Và cô bây giờ cô đang hỏi cho các bạn muốn cái gì từ cuộc đời bạn? Có mong đợi gì? Các bạn muốn có vật chất, hay là các bạn muốn có
một cái tinh thần vững chắc, hay là các bạn muốn gầy đi, hay là các bạn muốn có nhiều tiền hơn, hay là bạn có nhiều thời gian dành cho với gia đình này, với họ hàng, bạn ước mơ về gì và bạn đánh giá như thế nào cái ước mơ của bạn? Vì ước mơ là một cái có ý nghĩa rất quan trọng đối với bất cứ ai. Và bạn có biết không, nếu bạn không có ước mơ ấy, sẽ là hải quân ra biển thì họ, thủy ra biển thì họ luôn luôn nghĩ về cái việc là họ sẽ đi vào hướng nào. Nếu mà họ không biết đi theo hướng nào thì họ sẽ đi theo dòng biển thôi, và không bao giờ sẽ không tới được cái điểm cuối, không bao giờ đạt được cái ước mơ của mình. Các bạn có đồng ý không? Và trong cuộc sống của chúng ta thì cũng vậy thôi. Bạn luôn luôn phải có một cái ngôi sao dẫn đường bạn đi, bạn phải có cái ước mơ, một thứ mà luôn luôn tạo cho bạn cảm hứng để bạn hàng ngày có thể dậy được buổi sáng và có động lực để thực hiện ước mơ đó. Và không quan trọng ước mơ của bạn bây giờ là gì, có thể nó là rất là lớn, có thể là rất là bé, nhưng bạn ước mơ của bạn mà thật là lớn lao. Và các bạn chắc là cũng đồng ý với tôi và cũng đồng ý với Robert Kiyosaki khi mà anh ấy nói chúng ta có thể chia sẻ những người vào các nhóm khác nhau theo cái cách họ kiếm tiền. Và rất là đáng tiếc, đại đa số những người ước mơ là họ ước mơ về các cái thứ vật chất. Nếu bạn muốn có ngôi nhà lớn, hoặc là các bạn muốn ước có ô tô, hoặc là các bạn muốn đi du lịch, hay là các bạn muốn tự do tài chính, bạn phải làm doanh nhân hoặc là nhà đầu tư. Thì trên thực tiễn thì những người mà làm việc làm thuê, làm để có được lương, hoặc là thì chúng ta không thể kiếm được hàng triệu. Các bạn có đồng ý không? Và cái điều đó cũng diễn ra với tôi khi mà tôi làm thợ cắt tóc. Tôi chỉ nhận được một cái lương nhất định thôi, và tôi không bao giờ không thể mơ ước về hàng là tôi có thể kiếm được hàng triệu. Vì nếu các bạn có những cái ước mơ lớn, những cái mục tiêu lớn, thì các bạn phải chuyển sang một doanh nhân hoặc là doanh nghiệp. Vì từ khía cạnh đó thì các bạn sẽ có cái thu nhập thụ động, bạn sẽ có nhiều các cái hướng, nhiều các cái thu nhập thụ động khác nhau. Và cái sự khác biệt giữa những người làm thuê và những người doanh nhân hoặc là doanh nghiệp, trước tiên là kiến thức, đấy là giáo dục. Robert Kiyosaki đã từng nói cái hệ thống giáo dục trường học không dạy cho các bạn làm thế nào để trở thành doanh nhân, không dạy các bạn làm thế nào để đầu tư nếu các bạn muốn kiếm tiền nhiều hơn. Và nếu các bạn muốn thành công trong doanh nghiệp thì luôn luôn phải học. Đấy là tôi đã thử nghiệm trên chính mình rồi. Và đấy là những thứ mà chúng tôi cho các bạn trong hệ thống Average, trong kinh doanh của chúng ta. Average, slide tiếp theo nào. Chúng ta đã tạo được những gì? Các bạn hãy comment dấu cộng và chat. Nếu các bạn trước đây đã từng tham gia kinh doanh mạng lưới. Kinh doanh mạng lưới đã tồn tại 60 năm rồi. Và thực tiễn thì nó chỉ rằng là tất cả những người thành công mà đầu tư tất cả các cái nỗ lực của mình cho việc này, họ đã trở thành triệu phú. Hệ thống kinh doanh mạng lưới nó có hoạt động. Kể cả tôi khi lần đầu tôi nghe thấy, tôi mới đầu rất là bi quan. Và tôi đặt câu hỏi làm thế nào có thể kiếm được hàng triệu trong cái lĩnh vực này, trong cái ngành này. Nhưng cái này hoàn toàn có thể, nếu mà các bạn sẽ nỗ lực và cố gắng 100%. Các bạn đã làm gì? Chúng tôi đã nâng cấp cái kinh doanh mạng lưới tới mức độ MLC, và tôi sẽ chỉ cho các bạn cái này là cái gì. Thường thì khi mọi người bán các cái sản phẩm khác nhau, các cái dịch vụ khác nhau trong kinh doanh mạng lưới, chỉ có một sản phẩm thôi hoặc là có một dịch vụ thôi, đúng không các bạn? Nhưng trong hệ thống sinh thái Average, tại chúng ta có 5 các cái sản phẩm khác nhau, hoặc là 5 mảng kinh doanh và các bạn có tiềm năng có thể kiếm tiền được. Làm thế nào có thể để điều này diễn ra được?
chúng ta có những các webinar khác nhau và chúng ta sẽ giải thích một cách chi tiết, kể về các cái hệ thống Everreach của chúng ta. Và hôm nay là một cái webinar tổng kết, các bạn sẽ nhận được một cái chi tiết về các cái mảng kinh doanh. Nhưng ở đây thì chúng ta đề xuất cho mọi người sử dụng các cơ hội của các cái kinh doanh khác nhau mà để các bạn có thể kiếm được. Nhưng thêm nữa, ở trong kinh doanh của chúng ta quan trọng là các bạn không chỉ là làm kinh doanh đâu, mà các bạn còn thậm chí là trở thành đồng chủ sở hữu của hệ thống sinh thái này qua Ujupay Group. Slide tiếp theo ạ. Khi mà mọi người làm việc trong kinh doanh mạng lưới, họ như khách hàng ấy, họ chỉ làm việc với khách hàng, họ bán sản phẩm và họ kiếm tiền, kiếm được hoa hồng. Đấy là một cái mô hình truyền thống kinh doanh mạng lưới, một cái kinh doanh truyền thống. Chúng ta có thể lấy ví dụ là nhà hàng chẳng hạn. Bạn đi nhà hàng xong đó thì bạn ăn uống, và người mà bán cho bạn cái sản phẩm cho kinh doanh mạng lưới, kinh doanh mạng lưới, họ là khách hàng. Và khi họ làm kinh doanh thì họ cũng có thể kiếm được các cái hoa hồng. Còn chúng tôi thì chúng tôi đề xuất cái gì? Tất cả những cái thứ gì bạn sử dụng trong công ty chúng ta, chẳng hạn như là Học viện Đào tạo Đầu tư Cá nhân IP, hoặc là UGEN, hoặc là những cái sản phẩm và dịch vụ khác mà chúng ta để có. Các bạn không chỉ phát triển kinh doanh nhưng mà bạn là đồng sở hữu. Và hôm nay chúng ta có thêm một cái những các cái nhà hàng dạng mở, nó là Edu Cafe. Các bạn có thể tới đó, có thể ăn uống một cách thoải mái. Thức ăn thì rất là ngon, dịch vụ rất là tốt. Nhưng mà đồng thời các bạn có thể kinh doanh ở đó, và bạn cũng là đồng sở hữu ở đó. Thế nào là đồng sở hữu? Và tất cả những doanh thu mà công ty nó kiếm được, các bạn cũng sẽ nhận được thêm. Bạn sẽ có một thêm thu nhập, bạn không phải quản lý một cách vật lý ở đó, có mặt hiện diện ở đó. Và cái điều này hoàn toàn khác biệt giữa chúng ta với cái mạng kinh doanh mạng lưới truyền thống. Và đấy là lợi thế của chúng ta. Và chúng ta đang làm gì? Những thứ gì mà chúng ta đang làm là chưa ai làm bao giờ cả. Slide tiếp theo thì tôi muốn giải thích thêm một chút là chúng ta có một cái sản phẩm thực sự là đặc biệt. Nếu các bạn tìm hiểu một cách chi tiết hơn, cái sản phẩm này thì nó sẽ tạo giá trị gia tăng cho mọi người. Như Johnny nói, tất cả các cái sản phẩm mà chúng ta có trong hệ thống sinh thái nó cho chúng ta một cái giá trị nhất định, và nó sẽ phục vụ chúng ta, tạo lợi ích cho chúng ta. Ở công ty chúng ta luôn luôn tìm những các cái cơ hội kinh doanh mới. Chẳng hạn như là hôm nay chúng ta có mạng 5 mảng, ngày mai thì có thể 10, ngày kia thì có thể 20, 30, vân vân. Và cái điều mà tôi thích, và khi các bạn thấy được cái sản phẩm UGEN, chúng ta có rất nhiều các webinar liên quan đến UGEN. Cái tình hình hiện tại rất nhiều các cái mảng kinh doanh không thể mở được ra, không thể mở được một cách vật lý. Nhưng mà nhờ hệ thống sinh thái của chúng ta, các cái doanh nhân họ có thể chuyển các cái kinh doanh của mình qua mạng, qua online, và có thể tìm được cái khách hàng mới. Và chúng ta giúp cho các công ty, chúng ta giúp các cái doanh nhân, và đồng thời các bạn cũng có thể là trở thành một cái thành viên tích cực trong hệ thống này, và các bạn như là đồng chủ sở hữu, các bạn có thể kiếm được thêm tiền nữa. Vậy khả năng và cơ hội ở đây cho bạn và các đối tác của bạn là gì? Tất nhiên các bạn là đối tác của chúng ta, ở đây chúng ta đề nghị và cho bạn đề xuất để các bạn có thể kiếm được tiền. Ai muốn kiếm tiền? Khi mà tôi bắt đầu vào năm 2017 trong công ty này, thì lúc đấy tài khoản ngân hàng của tôi đang bị âm. Thế nhưng mà tôi đã có thể làm được kinh doanh từ số 0 rồi. Tôi đã bắt đầu kinh doanh từ con số 0. Và tầm nhìn của tôi là gì? Ban đầu là các bạn, tôi chỉ muốn xem cái tôi kiếm được bao nhiêu tiền thôi. Tôi vẫn nhớ rất rõ là khi mà anh Arman hỏi tôi là Alena, chị muốn kiếm được bao nhiêu tiền? Tôi nói là tôi chỉ cần 1.000 là đủ để tôi có thể trang trải cái tiền thuê nhà và tiền ăn ở. Tôi chỉ mục tiêu ban đầu tôi chỉ thế thôi, 1.000 đô.
Đấy, thì tôi chỉ mong chỉ được nhận là 1.000 thôi. Thế nhưng bây giờ tôi đã đặt câu hỏi để cho các bạn. Các bạn muốn kiếm được bao nhiêu tiền? Tôi đã bắt đầu con đường của mình từ con số nho nhỏ, ước mơ nho nhỏ. Thế nhưng tôi càng đi trên con đường này thì tôi càng nhận được nhiều, tôi càng được đào tạo rất nhiều hơn, tôi càng biết được nhiều hơn và tôi càng ước mơ lớn hơn. Bởi vì cái ước mơ, cái tiền thu nhập của tôi nó ngày càng tăng và cái bậc thang thăng tiến như các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Thì các chúng ta có các cái bậc là agent, consultant, manager vân vân. Thì chúng ta ngày càng có thể có những danh hiệu cao hơn và cái thu nhập của chúng ta có thể tăng thêm, và tất cả những cái bậc thang này các bạn thấy ở đây thì là ví dụ như là 100, các thứ đây là chỉ là cái con số tính toán thôi. Thế nhưng cái mà tôi thích ở đây ấy là trong cái kế hoạch trả thưởng này thì tôi thấy là cái người mà hôm nay chưa có tiền thì họ có thể bắt đầu kiếm tiền từ con số 0, và khi họ bắt đầu giới thiệu về sản phẩm của công ty. Thông thường thì ở trong cái công ty kinh doanh trên mạng lưới thì tôi vẫn nhớ là tôi đã từng thử tham gia một vài công ty trong đó mà. Thì thế nhưng mà thường thì là khi tham gia là bao giờ cũng phải mua một cái sản phẩm nào đấy của công ty. Phải tham gia một cái sản phẩm nhất định của công ty thì mới có thể bắt đầu được công việc. Thế nhưng ở đây thì chúng ta có thể cho những người mà không có tiền họ cũng có thể tham gia được. Thì nhiều người họ nói chuyện với tôi, kết hợp liên hệ với tôi và nói là Alien này tôi không có tiền. Vậy thì những người đó họ cũng có thể bắt đầu ở công ty của chúng ta và có thể bắt đầu đạt được cái mức top lên, từ chúng ta có thể bắt đầu từ con số 0 để trở thành president hoặc là vice president, chủ tịch và phó chủ tịch. Và tôi cũng muốn giải thích với các bạn rằng với các bạn, để các bạn có thể kiếm được những số tiền này thì tất nhiên là các bạn sẽ luôn luôn phải thu hút thêm ngày càng nhiều người nữa. Bởi vì đôi khi mọi người nói là ok để mình bắt đầu, họ đăng ký và sau đó thì họ ngồi chờ, giới thiệu được một vài khách thì họ bắt đầu ngồi chờ xem là họ sẽ làm được những gì, nhưng không phải thế. Nếu như các bạn muốn kiếm được số tiền lớn như các bạn mong muốn thì tất nhiên là các bạn sẽ phải liên tục nâng cao cái danh hiệu của mình. Ví dụ như là nếu như các bạn thấy cái mức agent, nếu như các bạn không vượt qua đến mức quá mức consultant, các bạn sẽ không bao giờ kiếm được nhiều tiền từ tầng thứ 6 hoặc là thấp hơn nữa. Như ngay cả tôi, khi mà tôi bắt đầu ở công ty thì mục tiêu của tôi thì chỉ là ít nhất là tối thiểu chỉ là trở thành consultant thôi. Bởi vì đấy là cái cơ hội mở ra để tôi có thể kiếm được để từ tầng thứ 6 và thấp hơn. Và cái công ty của chúng ta hay ở cái chỗ là chúng ta càng mở rộng mạng lưới chúng ta càng có thể có thêm thu nhập. Và ngay cả tôi cũng có thể kiếm được hoa hồng từ tầng thứ 20. Và ngày càng cao, đến với chỗ các danh hiệu của chúng ta càng cao thì chúng ta lại càng có thu nhập cao. Và đây chính là cái điểm hay ở của công ty, khi mà công ty đã rất là thủ lĩnh càng cao thì chúng ta lại càng có thể kiếm được nhiều tiền. Và như các bạn thấy ở trong cái sơ đồ trả thưởng này thì các bạn có thể thấy là công ty có thể trả mức phần trăm cao nhất là 40%, thì điều đấy rất là tuyệt vời. Và chương trình market kế hoạch trả thưởng của chúng ta có cái kế hoạch trả thưởng mà các bạn có thể tìm thấy ở trong cái back office của mình, có thể xem ở đó. Tôi khuyên tất cả mọi người hãy nhìn lại xem và nghiên cứu kỹ cái kế hoạch trả thưởng này vì nó rất là thú vị. Nếu như các bạn cần sự hỗ trợ để có thể hiểu được cái kế hoạch trả thưởng, cái sơ đồ trả thưởng này thì các bạn hãy liên hệ với cái người đỡ đầu, cái người giới thiệu bạn vào công ty này. Còn khi mà các bạn đã nghiên cứu xong rồi thì hãy thấy được cái khoản thu nhập của mình rồi thì các bạn cũng có thể hỏi tiếp. Chúng ta có những người mà họ chỉ muốn trở thành khách hàng thôi, họ không cần phải làm nhiều hơn thì cũng không sao cả, các bạn có thể là chỉ là khách hàng thôi. Bởi vì là cái việc kinh doanh thì nó không phải là bắt buộc. Có những người họ chỉ muốn trở thành khách hàng thôi. Hoặc là tôi muốn phát triển công việc kinh doanh để kiếm tiền mà không sao cả, cũng thế cũng được. Thế nhưng mà tôi sẽ cho anh chị thấy được trên cái slide này này là các anh các chị có thể đạt được điều gì khi mà các bạn
Có sự khác biệt giữa cái người đối tích cực và cái người thụ động. Thì tất nhiên là khi chúng ta là người là hoạt động năng động tích cực thì chúng ta sẽ có thêm được cái hoa hồng mạng lưới rất là không giới hạn đấy. Các bạn hãy biết chat cho tôi nếu như các bạn muốn mỗi tháng có cái hoa hồng bonus khách hàng thân thiết. Từ năm ngoái đến nay, từ tháng 4 năm ngoái, nếu như tôi không nhầm, thì chúng ta đã nhận được hoa hồng khách hàng thân thiết từ năm ngoái rồi, và đến tháng 12 năm ngoái thì công ty cũng đã trả cho chúng ta profit bonus. Chúng ta cũng đã nhận được. Và nếu như mà một người mà là thành viên của câu lạc bộ VIP thì họ còn được thưởng bonus của VIP vì tham gia thành viên câu lạc bộ VIP. Đó là những thứ mà chúng ta có thể nhận được khi chúng ta là đối tác thụ động, chúng ta không làm gì cả. Nếu như ước mơ của chúng ta lớn hơn và chúng ta muốn kiếm được nhiều hơn thì chúng ta sẽ chia sẻ cái thông tin này với những người khác, ví dụ như là gia đình, họ hàng, bạn bè, thì chúng ta cũng có thể bắt đầu kiếm tiền. Và trên cái slide trước các bạn đã nhìn thấy rồi đấy, thì chúng ta là một đối tác tích cực thì chúng ta có thể tạo ra được cái thu nhập mà nó không giới hạn. Chúng ta có thể kiếm được nhiều cái khoản thu nhập bonus khách hàng thân thiết nhiều hơn. Ví dụ như các bạn là một người khách hàng trung thành của công ty và các bạn mua sản phẩm của công ty thì chúng ta có thể kiếm được nhiều cái điểm thưởng khách hàng thân thiết hơn. Thành viên của câu lạc bộ VIP thì công ty cũng chia ra hoặc là kết hợp tất cả những gì mà có thể thưởng qua câu lạc bộ VIP. Ví dụ như là anh John ấy, thì vài năm trước anh ấy đã tham gia vào công việc này và anh ấy là một đối tác rất là tích cực. Rồi anh ấy đã giới thiệu cho các đối tác của mình liên tục rồi tổ chức các webinar. Thế nhưng năm nay và năm ngoái thì anh ấy đã trở thành thành viên của hội đồng đại sứ khu vực, và bây giờ thì anh không chỉ có ảnh hưởng đối với cả hệ thống của mình mà còn có ảnh hưởng đến tất cả khu vực. Và ngoài ra thì anh ấy còn có cái cơ hội để kiếm tiền thêm, có những cái nguồn thu nhập mà nữa. Như tôi thì tôi là thành viên của hội đồng đại sứ từ năm 2016 2017 thì tôi đã tham gia rất là tích cực trong hoạt động của công ty. Và hôm nay thì tôi không chỉ khuyến khích mọi người mà chúng tôi còn tham gia cho cả khu vực nữa. Và tôi tham gia vào việc gia tăng mạng lưới trên khắp thế giới. Và đây là một cái cơ hội tiếp nữa để có thể kiếm thêm nhiều tiền hơn ngoài cái chương trình trả thưởng bonus profit các thứ. Đấy là một thêm một cái nguồn thu nhập nữa. Tức là tôi cũng có tham gia vào hội đồng đại sứ. Nếu như tôi hoặc là các bạn mà đã bước sang cái tầng tiếp theo, có thêm kiến thức, hiểu biết hơn về công ty, thì có thể trong tương lai các bạn cũng có thể trở thành thành viên của hội đồng chiến lược chẳng hạn. Hôm nay thì chúng ta có 5 người tham gia hội đồng đấy, đó là những người mà luôn luôn lên kế hoạch và thực hiện các cái kế hoạch và các cái quyết định. Tại công ty Everest của chúng ta, đấy là những người mà biết cần phải mở rộng công việc kinh doanh của chúng ta như thế nào để đưa công ty lên một tầm cao hơn nữa, và đó chính là ban chiến lược. Họ cũng có được cái nguồn thu nhập của mình. Và tất nhiên là các bạn cũng biết là bây giờ chúng ta đã dừng crew ở trong back office rồi, chúng ta đã chuyển sang cái tầng giai đoạn tiếp theo rồi, và chúng ta có thể kiếm được tiền từ ký quỹ, từ profit bonus. Và tất nhiên là khi mà tôi giới thiệu cái hệ thống này, hệ thống Everest này, thì các bạn cũng có thể có cơ hội kiếm được thêm các cái dự án từ các cái khoản thu nhập từ dự án. Bây giờ thì tôi muốn xin các bạn cho tôi một dấu cộng nếu như các bạn
thích ý tưởng kiếm được tiền trong một công ty mà từ 3 4 năm, từ riêng một công ty thì đã có 4 5 nguồn thu nhập. Nếu ai thích thì xin tôi xin một dấu cộng. Khi mà chúng ta tham gia những cái hoạt động bình thường truyền thống thì chúng ta chỉ có một nguồn thu nhập từ một công ty thôi, còn chúng ta ở đây chúng ta có đến 4 5 nguồn khác nhau. Thì đây chính là cái ưu thế của công ty chúng ta. Mọi người ở các công ty thì có thể tham gia công ty, mọi người có thể nhìn thấy được cái cơ hội tuyệt vời để chúng có thể mở rộng ước mơ của mình. Chúng ta chỉ cần học cách làm việc thôi. Khi mà tôi bắt đầu công việc ở công ty này thì tất nhiên là tôi cũng không bao giờ nói chuyện, trước đấy tôi chưa bao giờ nói chuyện với những nhiều người cả. Tôi cũng không hiểu cách phải thực hiện các ước mơ của mình như thế nào. Công ty thì đã làm đơn giản hóa cái vấn đề đấy. Và chúng ta xem cái back office của Everbridge thì chỉ có rất là nhiều cái gói hướng dẫn, gói đào tạo mà chúng ta có thể mua. Chờ lên cái slide tiếp theo tôi chỉ cho các bạn xem, chúng ta có các cái gói đào tạo với các mức giá khác nhau mà chúng ta có thể mua. Và mỗi ngày thì chúng ta đều có thể nghiên cứu và ứng dụng trên thực tế và trở thành tốt hơn, giỏi hơn. Và với tôi thì điều quan trọng nhất đó là cái sự phát triển bản thân, phát triển cá nhân. Bởi vì đây là cái nền tảng mà tôi muốn bắt đầu từ đó. Và khi mà chúng ta tin tưởng vào bản thân mình và cuộc đời của mình, chúng ta phát triển tốt hơn thì đó là điều đầu tiên mà chúng ta cần phải làm. Và đó chính là cái gói ở cấp độ 1. Tiếp theo là cái gói đào tạo business. Chúng ta có thể biết cách làm việc với mọi người, có thể thủ là dẫn dắt, làm thủ lĩnh, lãnh đạo. Và nếu các bạn muốn hệ thống của chúng ta làm hoạt động thì cái kỹ năng dẫn dắt cũng rất là quan trọng. Chúng ta có các buổi đào tạo, chúng ta có thể chọn ở trong back office và chúng ta chọn ra một hai cái nào đấy, 200 hay 500 gì đấy thì tùy theo chúng ta có bao nhiêu tiền ở đây thì chúng ta có thể đầu tư vào bản thân mình bao nhiêu tiền. Khi chúng ta đầu tư vào chính mình, chúng ta đầu tư vào thì chúng ta vào bản thân mình và kiến thức chúng ta sẽ không bao giờ bị mất đi. Và không ai có thể cướp đi của chúng ta cái kiến thức mà chúng ta đã học ở trong đầu. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị cho các bạn rất là nhiều thông tin được đơn giản hóa. Có phải các bạn đã có thể chụp cái màn hình này lại để ghi nhận lại, để ghi nhớ. Các bạn có thể tạo ra cái kế hoạch của mình. Các bạn có thể nói xem là các bạn muốn hệ thống của mình có bao nhiêu người để chúng ta chuẩn bị đi theo những cái bước công ty hướng dẫn chúng ta. Tôi biết là công ty đã chuẩn bị cái bất ngờ, bí mật bất ngờ cho đối tác, các đối tác của mình. Thực ra sẽ có một cái buổi đào tạo cho các đối tác, buổi đào tạo bổ sung mà mọi người có thể học và lập ra cái kế hoạch 90 ngày cho chính mình. Và tất nhiên thì là việc kinh doanh sẽ bắt đầu từ cái danh sách khách hàng mà các bạn có thể lập ra cho mình. Khi mà tôi mới bắt đầu tham gia công việc kinh doanh thì tôi đã ngồi trong phòng của mình hay là ở nhà và tôi bắt đầu hình dung xem là mình sẽ kiếm được 1.000, 2.000, 10.000. Thế nhưng tôi sẽ không làm được cái điều đó nếu như mà tôi không có khách hàng. Thì tôi chắc chắn là phải bắt đầu từ những cái người mà tôi có thể liên hệ để mời họ tham gia. Tôi phải biết là mình sẽ nói chuyện với người ta như thế nào, mời họ tham gia như thế nào, làm việc với họ trong thời gian tiếp theo như nào. Và tôi sẽ phải lập ra một cái danh sách. Nếu xem từ năm mấy năm trước thì tôi có một cái danh sách là tôi làm quen với họ ở đâu, họ quan tâm đến điều gì, họ có nhu cầu như thế nào, nói chuyện với họ như thế nào. Và tôi luôn luôn quay trở lại với những người đó và gặp nói chuyện lại với họ. Và cái danh sách này thì đó là cái chính là chìa khóa thành công. Có thể chúng ta sẽ chỉ có 10 người, ban đầu chỉ có 10 người thôi. Thế nhưng tôi khuyên các bạn là liên tục bổ sung cái danh sách đó, bổ sung những người mới. Mỗi ngày, các bạn hãy làm cái điều đó mỗi ngày. Khi tôi bắt đầu công việc này thì tôi không, tất nhiên là tôi chỉ biết vào đấy bạn bè, gia đình. Thì tôi có một vấn đề bởi vì là năm 2014 thì tôi
đã sử dụng tất cả những cái danh sách, những cái tên đó. Hồi đó tôi rất là sợ hãi, tôi không dám gặp mọi người, không dám nói chuyện với mọi người. Năm 2014 thì tôi mới tham gia, thì tôi đã làm, thì nhưng mà nó không, cái kết quả nó không được khả quan cho lắm. Sau đó thì tôi bắt đầu tham gia các cái sự kiện, nói chuyện với người lái taxi, với người bán hàng. Tôi thường xuyên nói chuyện với mọi người, giao tiếp với mọi người rất là tích cực. Và tôi đã biết được rằng trong cuộc đời của họ như thế nào, họ muốn cái gì, thay đổi cái gì trong đời mình. Và sau đó thì tôi đã hẹn gặp họ, hỏi hỏi xem cái tầm nhìn của họ là như thế nào. Và với các bạn thì nếu như mà các bạn muốn tìm người thì các bạn thấy rất là đơn giản. Các bạn phải, mọi người ai ai cũng sẽ tìm cái cơ hội mới, thì có thể là trong thời điểm này chúng ta chưa hiểu được cái điều đó. Nhưng các bạn hãy tin tôi đi, ngày hôm nay nhờ cái mạng xã hội thì chúng ta đã có được những cái ưu điểm, những cái công cụ để chúng ta thực hiện những cái điều này một cách dễ dàng hơn. Và các bước tiếp theo của chúng ta thì là như tôi đã nói ở trước, cái mấy cái slide trước ấy, thì công ty Average các bạn có thể tìm thấy các cái buổi đào tạo và xem là hiện nay sẽ có những buổi đào tạo nào mà chúng ta cần phải học. Chúng ta hãy mua các buổi đào tạo đó. Và các bạn tham gia các buổi đào tạo của công ty, thế nhưng khi mà các bạn tích cực tham gia các cái buổi họp như là cái buổi webinar tổng kết lúc 7 giờ tối nay này chẳng hạn, hay là những cái webinar tương tự nữa, thì chúng ta có thể tổ chức cho mọi người, thì chúng ta luôn luôn hoạt động, tham gia các hoạt động của công ty thì nó cũng là điều rất là tốt, giúp chúng ta có thể xây dựng cái công việc kinh doanh của mình một cách nhanh chóng hơn. Bởi vì tôi thì tôi thường thực hiện thực những cái kiến thức của mình để biết được là công ty làm những gì, cái gì đang diễn ra. Và chúng ta càng biết nhiều về công ty hơn thì chúng ta càng thấy được cái tầm nhìn của công ty và cũng thấy được chúng ta có thể giúp đỡ những người khác như thế nào. Và chúng ta sẽ không bao giờ dừng việc thực hiện ước mơ của mình. Các bạn hãy viết ước mơ của mình ra xem là mình muốn cái gì. Các bạn hãy viết nó ra thì chúng ta sẽ tốt hơn. Chúng ta có vẻ như là hình như còn một chút thời gian nữa thì phải. Để tôi mở một cái ước mơ về, một cái video về ước mơ nhé. Tôi không biết là tôi có làm được không, nhưng tôi thử, cứ để tôi thử xem. Khi mà tôi tổ chức cái business cái bài thuyết trình thì tôi bao giờ cũng mở cái ước mơ, mở cái video về ước mơ như vậy. Thì tôi không biết là hôm nay tôi có làm được không. Nhưng mà cái ước mơ đấy thì nó, cái video này rất là tuyệt vời. Bởi vì khi tôi khai mạc mở một cái cuộc webinar hồi đấy còn đi lại được nhiều đấy. Thì sau khi mà nói chuyện thì mọi người bao giờ cũng, tôi cũng giới thiệu cho mọi người xem cái video về ước mơ này. Và tôi thấy lúc đấy mọi người nổi da gà lên, muốn muốn khóc luôn. Bởi vì là cái video về ước mơ này thì thực sự là nó cho ta thấy cái giá trị của chính mình, là chúng ta mình có thể xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. Và đó cũng chính là những cái gì mà cái công ty này có thể mang lại cho tôi. Tôi sẽ không chờ đợi đến khi mà công ty được lên sàn, hay là tôi bao giờ cũng biết chắc chắn rằng tôi phải có, tự mình phải có cái trách nhiệm đấy. Ngày hôm nay tôi phải có mặt ở đây, tôi phải làm tất cả mọi thứ tự mình. Tôi chưa bao giờ phải chờ đợi đến những người khác, chờ trông chờ gì ở người khác. Và cái việc kinh doanh này thì nó không chỉ mang lại cho tôi cái thu nhập mà giúp cho tôi có sự tự tin. Và các bạn có tin tôi đi, việc trong khi mà chúng ta phát triển công việc kinh doanh ở công ty này thì có rất là nhiều người sẽ biết ơn mình. Bởi vì rất là nhiều người họ sẽ biết ơn tôi, mọi người. Những gì mà họ biết thì là cái quan trọng với mọi người là tôi đã giúp họ thay đổi cuộc đời của mình. Và nhờ có công việc kinh doanh này thì chúng ta cũng có thể thay đổi bản thân mình, thay đổi cuộc sống của mình cũng như là cuộc sống của nhiều người khác. Vậy thì chúng ta hãy để lại một cái di sản cho những người ở sau này, làm cho cuộc đời của chúng ta vĩ đại hơn. Chúng ta hãy giúp mọi người thực hiện những ước mơ của họ.
Xin cảm ơn tất cả mọi người vì đã chú ý lắng nghe tôi. Còn bây giờ thì tôi xin nhường lời lại cho anh John. Cảm ơn anh John vì tất cả những gì anh đã làm cho cộng đồng ở Hà Lan, ở Thụy, ở Bỉ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn anh Luna rất nhiều. Mọi người hãy đánh chat số 8 nếu các bạn thích cái buổi phát biểu của cô ấy. Mọi người có thấy không, cô ấy yêu cái công ty này. Ai cũng mọi người rất thích nhìn nụ cười của cô, những cái năng lực của cô. Và nếu các bạn thích yêu công ty thì các bạn có thể có cái năng lực như Aliona, như tôi. Mọi người sẽ cảm nhận được cái năng lực đó từ bạn. Và sẽ họ sẽ nói, ô, anh Johnny đã thay đổi rồi đấy. Tôi nhớ anh ấy hoàn toàn khác. Tôi cũng muốn như anh ấy, được hạnh phúc như anh ấy. Và tràn đầy niềm vui. Cảm ơn Aliona nhé. Chúng ta sẽ tiếp tục với các cái tin tức mới. Chúng ta có những tin gì? Mọi người hãy xem nào. Như mọi người biết là chúng ta có cái chương trình Tết cho những các cái đối tác và tất cả chúng ta làm việc tích cực về nó, và cái hệ thống hầu như bùng nổ vì nhiều người vẫn còn đang rất là phân vân và họ không biết là phải làm như thế nào. Và ở đây thì mọi thứ đều sẵn sàng hết rồi. UGP sẽ sắp ra, ra mắt rồi này. Mạng lưới trên báo chí nó đã viết rồi này. Và chúng ta, các bạn còn kịp thời gian để lên cuối tuần lên tàu, nên các bạn có khoảng hơn một tuần nữa để các bạn có thể tham gia được khuyến mại đến 15 tháng 2 nếu các bạn đạt điều kiện và trở thành đại lý. Thế thì bạn để làm được như vậy thì các bạn chỉ cần hai đối tác với 250 unit, họ sẽ mua cái chương trình đào tạo giáo dục. Sau đó thì bạn mua, sau đó bạn tìm thêm 2.000 nữa những cái gói tương tự như vậy. Các bạn có thể mua được với gói 200 unit, nhưng tốt nhất là mua với gói 250. Và các cái đối tác đó thì phải có những các cái người đăng ký theo cái gói 50, và bạn sẽ nhận được 250 unit và 200 unit và 3.500 điểm crew. Đó là một cái chương trình thật là tuyệt vời. Và tất cả cái này dành cho những các cái đối tác mới đã đăng ký từ mùng 1 tháng 1 đến 15 tháng 2. Cái điều kiện này hoàn toàn có thể đạt được. Vậy các bạn hãy hành động một cách tích cực hơn. Tôi cũng biết là nhiều khi làm việc này nó hơi stress một chút, nhưng tôi nghĩ là cái thành tích này hoàn toàn có thể đạt được. Và Dina và nhóm của họ, của cô ấy làm ở khắp thế giới, và tôi muốn bày tỏ lòng cảm ơn với cô ấy. Và bây giờ thì các bạn có thể thanh toán được qua thẻ ngân hàng, qua cái tab Average. Các bạn có thể chọn được cái phương án IP qua thẻ, và có thể là phương án thứ ba là crypto, thanh toán qua crypto unit. Không phải là ai cũng tiện để được sử dụng như vậy, nhưng mà chúng ta đang đào tạo và khai sáng cho mọi người cái phương án đấy. Chúng ta đang hoàn thiện các cái quá trình của chúng ta. Và sau đó thì mọi thứ đều diễn ra cách sẽ suôn sẻ hơn. Các bạn có thể mở được tab Average và thanh toán qua thẻ ngân hàng của bạn. Các bạn có thể làm chuyển sang ví nội bộ của bạn qua IPA, sau đó thì mua cái sản phẩm đào tạo. Cái đấy hoàn toàn là dễ. Nếu mà các bạn trở thành nhà tư vấn, các bạn sẽ nhận được điểm thưởng 1.000 unit và 3.500 điểm crew. 3.000-5.000 điểm crew. Các bạn có thể tưởng tượng được không? Đó là một cái điều kiện thực sự là đặc biệt. 35.000 điểm crew trong cái giai đoạn phát triển này là có trị giá 9.000 unit. Tôi nghĩ là sau này chúng ta không có cái cơ hội nhận được các cái điểm thưởng crew như vậy đâu. Vậy là các bạn hãy kêu gọi và hãy tạo động lực trong cái hệ thống của mình, nếu họ là người mới, để họ tham gia cái quảng báo này. Slide tiếp theo. Tạo Average dành cho kinh doanh của bạn, đây là một cái yếu tố rất quan trọng.
chương trình đào tạo khi các bạn tới Everreach, các bạn bảo tiếp theo là gì, bước tiếp theo là gì, tôi phải làm gì, tôi cần những các cái hướng dẫn, tôi cần tư vấn. Và tất cả những nhà tài trợ của Everreach, không phải ai cũng quan tâm tới những các cái hệ thống bên dưới của mình đâu. Vì vậy là tôi hy vọng rằng các bạn sẽ có những cái buổi huấn luyện như vậy cho việc kinh doanh của bạn ở cấp độ 1, thì bạn sẽ có thể đạt được các mục tiêu cho cuộc sống của bạn, đạt được những các mục tiêu đó. Chúng ta có những, có một cái nhà ở Hà Lan là One Crest, đấy là anh ấy là thủ môn bóng đá. Nếu các bạn không có mục tiêu thì các bạn sẽ không bao giờ sút được vào, sút được bóng. Nếu các bạn không có mục tiêu thì các bạn không bao giờ sút được bóng. Nên là đấy là, nên là đấy là cấp độ thứ nhất của bạn trong cái buổi huấn luyện. Và cấp độ 1 thì các bạn sẽ biết cách làm thế nào để theo được đuổi ước mơ của bạn và thực hiện để nó trở thành hiện thực. Và các bạn có thể sử dụng được cái ước mơ đó như là động lực để đạt được mục tiêu của mình. Tất cả những thứ này các bạn sẽ học được ở cấp độ 1. Sau đó thì các bạn phải qua kỳ thi để các bạn hiểu được các cái nội dung này có đúng không. Tôi nghĩ là các bạn sẽ qua được kỳ thi này thôi. Các bạn chỉ cần nhớ lại một số thứ thôi. Sau đó thì các bạn sẽ chuyển tới cấp độ 2. Ở cấp độ 2, bạn sẽ có thể học được từng bước một. Và ở đây thì rất quan trọng về việc hướng dẫn kinh doanh, những các cái việc áp dụng cho thực tiễn. Vì bạn thường thì là bạn đi làm thì là bạn có sếp nói với bạn phải làm gì, còn ở đây thì bạn tự quyết định cho bạn, cho chính mình. Và bạn sẽ biết làm thế nào lập một kế hoạch là kinh doanh như thế nào. Bạn sẽ có hướng dẫn từng bước một, bạn sẽ theo nó và bạn sẽ đạt được thành công. Và bạn cũng phải qua một cái kỳ thi để xem là bạn có nhớ được không, nhớ cái thông tin mà bạn vừa học không. Và cái kiến thức này thì sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn, tự tin hơn và thành công hơn. Tất cả những các cái thông tin này các bạn sẽ có thể tiếp cận được ở cái tab Everreach. Bạn có, và bạn có thể mua được các cái sản phẩm này lần lượt với nhau. Ở cấp độ thứ 3, bạn có thể đưa được cuộc sống của bạn một cách cân bằng nhất. Bạn cần một cái hệ thống, bạn cần hệ thống hóa, tối ưu hóa các cái lịch của bạn. Các bạn phải lập kế hoạch, là đặt các cuộc hẹn và làm việc cái cảm xúc của mình, cái tình trạng của mình, và làm thế nào tìm được cân bằng và trở thành con người mà bạn muốn trở thành. Trong ở cấp độ này các bạn có thể cải tiến, củng cố cái kiến thức về chính mình. Bạn sẽ biết thêm về chính mình. Đấy, tôi nói về ở khía cạnh là về mặt tâm lý, cảm xúc. Và các bạn sẽ hiểu, ô, đây là lý do mà tại sao tôi thích cái này, đây là lý do tại sao tôi lại nóng nảy. Các bạn sẽ có thể đưa được cái tâm lý của mình một cách cân bằng nhất có thể. Các bạn sẽ học cách kể câu chuyện. Tôi luôn luôn nói với nhóm của tôi, đừng có nói nhiều về Everreach. Hãy nói nhiều thứ về các bạn cảm giác như thế nào, cảm xúc như thế nào. Bạn có hạnh phúc trong cuộc sống không? Bạn có muốn thay đổi cái gì trong cuộc sống không? Bạn hãy nghĩ về việc là bạn có ước mơ gì, bạn có muốn tìm công việc khác không? Bạn hãy kể về ước mơ đi. Và họ sẽ kể cho bạn về các cái ước mơ của bạn. Và bạn sẽ đưa họ vào cái trạng thái cảm xúc. Và sau đó thì bạn nói bạn làm thế nào để có thể đạt được các mơ ước như vậy. Có thể là biết đâu anh phải làm 20 năm nữa thì sao? Thì lúc đó thì anh mới có tiền để mà đạt được cái ước mơ của bạn, của anh. Không biết rằng là có thể là bạn đi du thuyền, đi thuyền vòng quanh thế giới chẳng hạn. Thế sau đó bạn thì bảo, nếu mà tôi có cho anh công cụ để bạn anh có thể đạt được cái ước mơ như vậy thì không? Anh có quan tâm không? Thì đương nhiên là họ sẽ nói, có, đương nhiên tôi muốn học. Và lúc đó thì mà anh sẽ nói về Everreach, không cần nói nhiều đâu. Nhưng mà anh chỉ, các bạn sẽ thể hiện đó là một cái công cụ để có thể đạt được ước mơ đó. Bạn sẽ đạt được cái mức độ, cấp độ là bạn sẽ trở thành một người kể chuyện rất tốt. Tôi nhớ khi tôi còn trẻ, tôi còn bé, tôi rất thích nghe các cái câu chuyện khi mà các cô giáo, giảng viên hay kể.
Và ông của tôi là một người kể chuyện rất là thú vị. Tôi toàn nhìn vào mắt, vào môi ông đấy khi mà ông kể chuyện. Và ở đây các bạn không phải là người bán hàng mà là người người kể câu chuyện. Các bạn kể được một cái cơ hội, các bạn cho họ một cái công cụ và nhờ đó thì họ có thể đạt được các ước mơ. Chúng ta không phải nói về again đâu. Chúng ta chỉ nói về việc đạt ước mơ. Chúng ta nói về việc là chúng ta có công cụ để đạt được ước mơ. Đó cũng là một cái buổi huấn luyện, buổi đào tạo ở cấp độ 3. Và chúng ta nói về các cái thói quen ở cấp độ thứ 3. Vì mọi người thì rất dễ quen với các cái thói quen. Họ chẳng hạn như là đi đi vệ sinh hoặc là đi ở trong nhà vệ sinh hay nhà hàng, họ luôn sẽ đi rẽ trái. Đó là thói quen rồi. Hoặc là các bạn như tắt đèn, công tắc tắt đèn thì các bạn luôn luôn bấm ở đúng vị trí đấy. Mọi người sẽ giúp bạn để làm thế nào để vượt qua những các cái thói quen đó. Sau đó thì các bạn qua kỳ thi, sau kỳ thi đó thì các bạn lại lên cấp độ 4. Và đây thì các bạn sẽ là chuyên gia ở trong cái mức độ ở trong kinh doanh mạng lưới. Bạn sẽ trở thành thủ lĩnh và bạn biết làm thế nào để xây dựng cái nhóm của mình, cái team của mình, và các bạn sẽ tìm được các cái thủ lĩnh mới. Vì khi mà các bạn lên cấp độ 4 thì các bạn sẽ là như một cái tường ấy, là không có đạn nào nó xuyên qua được. Bạn hãy hỏi tôi, bạn muốn hỏi gì thì tôi sẽ trả lời hết. Tôi sẽ nhấn mạnh thành như một người sắt thép, và mọi người cần thông tin từ bạn, họ sẽ tới chỗ bạn và luôn đặt đặt các câu hỏi. Và lúc đấy thì bạn có phải là một người cũng biết mọi thứ đầy đủ thì không ai có thể làm được bạn mất cân bằng. Bạn phải biết các cái câu trả lời cho câu hỏi của họ. Bạn cũng phải biết được là được cái tự do tài chính mà bạn đang kể cho học viên của mình. Và ở cấp độ này thì các bạn sẽ trở thành chuyên gia, một người chuyên nghiệp. Bạn sẽ đạt được các cái thành công trong cái hệ sinh thái của chúng ta. Bây giờ nói liên quan tới việc đăng ký trong hệ thống thanh toán Global UnionPay. Tôi rất tự hào là chúng ta có cái hệ thống thanh toán này. Và chúng ta là chủ sở hữu của cái hệ thống này một cách toàn diện. Tôi nhớ là tôi có thể chuyển từ tài khoản ngân hàng vào hệ thống sinh thái UnionPay mà không cần phải xác nhận cái địa chỉ, nhưng mà dạ cuối thì cũng phải cần xác nhận địa chỉ của mình để mà có thể đưa tiền của mình vào hệ thống. Và cái điều quan trọng là các bạn có thể sử dụng cái hệ thống có thể sử dụng cái thẻ ngân hàng của bạn một cách rất là dễ dàng. Và tôi tin rằng Global UnionPay chắc chắn là sẽ thành công, cũng như các nhiều sản phẩm trong hệ thống sinh thái của chúng ta. Đấy là một cái công cụ rất là tốt, và đương nhiên là cũng có những cái một số trở ngại trong việc đăng ký. Ở nhiều nước thì phải cần sử dụng hộ chiếu chẳng hạn, Mỹ, Canada, Nhật, nếu mà tôi không nhầm. Đấy là những nước mà các bạn có thể sử dụng được chứng minh thư. Các nước khác thì cần sử dụng hộ chiếu. Các bạn cũng phải nghĩ ra một cái pass một cách rất là phức tạp. Hãy sử dụng email mà các bạn đang sử dụng trong hệ thống Everage. Tôi nhắc lại là tức là password nó phải là có 8 chữ, một cái chữ hoa và một cái ký hiệu và một chữ bé, tức là làm một cách phức tạp nhất có thể để không ai có thể phá được cái password của bạn. Hãy sử dụng, tôi hay nói cho những người Hà Lan, hãy sử dụng Global UnionPay. Đấy, phí không chỉ những không những thuận lợi hơn hơn các cái nền tảng khác. Cái thu nhập mà có từ hệ thống này nó sẽ được trả như cổ tức. Tức là nó không những an toàn vì tất cả mọi thứ tuân thủ theo luật pháp của Thụy Sĩ, mà luật ở Thụy Sĩ thì nó còn khắt khe hơn là luật ở Hà Lan.
Global Unit Pay nó cũng cũng có thống nhất với các cái ngân hàng, với chính phủ. Vì vậy nếu mà bạn chuyển 20.000 đô vào tài khoản ngân hàng, không ai sẽ khóa, không lock đâu, ngân hàng cũng không lock đâu. Người ta sẽ không nói là ôi John, chuyển khoản rất là hay đấy, nhưng mà cái nguồn gốc tiền này ở đâu? Hãy giải thích gì, không thì tôi sẽ khóa tài khoản của bạn. Cái này, điều này không sẽ không diễn ra đâu. Global Union Pay. Ôi, thời gian báo thức báo tôi rồi, tức là chắc là cái buổi thuyết trình của tôi đã kết thúc rồi. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh lại là cái hệ thống này hoàn toàn an toàn. Và bạn không phải chứng minh cái nguồn thu tài chính của bạn. Và đây là một cái hệ thống hoàn toàn được tôn trọng và được công nhận bởi chính phủ và các ngân hàng. Slide tiếp theo, chúng ta sẽ nói về các cái tổng kết webinar và những việc đào tạo, những các cái sự kiện mà chúng ta sẽ tổ chức vào thứ bảy. Mỗi thứ bảy chúng ta sẽ có những các cái sự kiện vào 7 giờ tối theo giờ Hà Nội, giờ Việt Nam. Chúng ta có thường là có tổng kết webinar vào thứ bảy thứ nhất, cũng như cái webinar mà như diễn ra hôm nay. Cái webinar này thì ai cũng có thể tới được, các bạn sẽ nhận được các cái thông tin điều gì đã diễn ra trong tháng vừa qua, các cái thông tin về dự án, cái chương trình, các cái báo cáo tài chính dành cho tất cả thông tin về blockchain. Sau đó thì là webinar kín, đấy là thường là thứ hai, thứ bảy của tháng, tuần thứ hai của đầu tháng. Để mà các bạn tham gia được thì các bạn là phải có danh hiệu từ tư vấn viên trở lên hoặc là có 1.000 unit trở lên. Cái webinar này rất quan trọng. Ở đây thì có những cái báo cáo tài chính, cứ như là kế toán của bạn, báo cáo tài chính về chi phí, về doanh thu. Đây, tất cả đây là thông tin kín và nó sẽ được thông báo ở webinar kín, và các bạn sẽ biết là có những các cái mảng kinh doanh nào nó có lợi nhuận, mảng kinh doanh nào không, vân vân. Cái thứ bảy của thứ ba của tháng thì là sẽ là cái buổi đào tạo cho các đại sứ và cùng phòng quản lý dự án. Tức là trong buổi này sẽ được dạy làm thế nào để trở thành tốt hơn, sẽ cho những cái thông tin quan trọng, và thông tin là sức mạnh, kiến thức là sức mạnh. Và cái buổi thứ bảy thứ tư của tháng là chương trình đào tạo cho các đại sứ và người quản lý dự án dành cho những các cái đại sứ và hội đồng lãnh đạo địa phương. Hiện tại thì chúng ta có khoảng hơn 200 người như anh Nhân đã kể với tôi, và nó dành cho những cái đại sứ và những hội đồng lãnh đạo địa phương. Chắc ở đây là slide cuối cùng. Slide cuối cùng thì chúng ta có một cái video rất là đẹp. Tôi hy vọng là mọi người có thể bật được cái video đấy. Để có thể là sẽ được đấy. Sau khi tôi chia tay với các bạn thì người ta sẽ, admin sẽ đưa video này lên. Tôi hy vọng là các bạn có đủ năng lượng nhận được các cái thông tin hữu ích. Và có, tôi hy vọng là các bạn, một số thông tin các bạn đã biết rồi, một số thông tin thì có thể đối với bạn là mới. Và tôi hy vọng là các bạn thích cái bài thuyết trình của tôi và của Aluna. Tôi chúc các bạn một buổi bài chủ nhật vui vẻ. Và các bạn hãy mở lại tính mình, hãy làm phiên bản mới của mình, phiên bản 2.0. Và sau đó thì hãy truyền đạt cái kiến thức này cho những người khác. Hãy tập trung vào các cái ước mơ mình, và hãy nói những thứ gì mà các bạn có các cái công cụ mà giúp họ có thể đạt được các cái ước mơ của họ. Và chắc chắn là các bạn sẽ thu hút được các cái sự chú ý của họ. Bạn không phải bán hàng đâu, mà bạn nói về ước mơ. Và trong hệ thống sinh thái của chúng ta có cơ hội để có thể thực hiện ước mơ đấy. Rất nhiều khi tôi đi ngoài đường mà tôi xem những người đang làm việc của họ, và tôi luôn luôn nghĩ là anh phải biết những thứ gì mà tôi biết. 2 năm trước tôi cũng như anh, tôi làm việc 14 ngày, 14 tiếng một ngày. Và thậm chí chúng ta muốn hét lên từ đỉnh núi về việc đấy. Thôi, chắc là ở đây là đủ, thế này là đủ rồi. Buồn như vậy là nhiều quá. Đây là điểm khuyết điểm của tôi. Nhiều khi tôi nói không có một cái chút dừng nào cả. Chúng ta sẽ gặp nhau ở buổi tổng kết nha. Và các bạn hãy là phiên bản tốt nhất của mình. Chào tất cả mọi người.